Món mì này khá đạm bạc phải không mọi người? Mì gì đâu mà có mỗi một bát tô, thêm mấy đòi xúc xích siêu to khổng lồ hi hi, có cả khoai tây chiên nữa kìa mọi người ơi. Gà rán tết phô mai chảy nước miếng à. Theo mọi người thì bữa ăn này có đủ cho một gia đình 5 người ăn no không? Chắc là không đâu. Nhìn ngon như vậy thì một người ăn xong vẫn còn thòm thèm đấy hí hí.